Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kimin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một câu chuyện nữa là liên quan đến tin tức nha các bạn. Đặc biệt là những sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ thì lại không muốn điều đó xảy ra. Và bản tin kế nữa mình muốn gửi đến tất cả mọi người đó là Donald Trump sẽ dọa cắt trợ giúp liên bang nếu như không mở cửa trường học trở lại. Thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Đối với tất cả mọi người á, thì nếu như ai quan tâm về cái nước Mỹ cũng như là thông tin về nước Mỹ thì các bạn sẽ biết là dạo gần đây là có rất là nhiều trường học đã chuẩn bị mở cửa trở lại, và họ có những cái chính sách là sẽ mở cửa trường học theo cái kiểu là học online của giống như là hiện tại là Minh cũng đã nhận một số giấy tờ từ trường học và thông báo là hãy apply cho con trai của mình để đi học mà học theo kiểu online hay là học ở tại trường. Cho nên khi mà những người ở bên đây á thì có học đại học và đang du học ở Mỹ á, thì những người đó là bị mắc phải một cái vấn đề như thế này các bạn, là những người đó học online thì những sở di trú họ sẽ liệt kê họ vào những cái người mà cái dạng là ai mà đang học ở bên Mỹ mà học theo kiểu là không có đi đến trường học thì họ sẽ trục xuất về Việt Nam và có thể là không ở bên đây nữa. Và lý do những người đó không được ở bên đây nữa là tại vì họ cho là học online thì các bạn có thể học ở bất cứ nơi đâu, ở Việt Nam hay đâu cũng được, nó không cần phải ở bên đây, cho nên họ không có lý do gì để mà cấp visa cho mình ở trên đất nước của họ nữa. Đó là lý do. Và đây là những cái câu chuyện mà người Việt của mình lý do tại sao là họ là không muốn về Việt Nam các bạn. Ở đây là có một cái chuyện như thế này, là chị Thư là du học sinh đang ở Georgia chia sẻ là thông tin cô vừa cập nhật với những sinh viên ngoại quốc đang theo đuổi tại Mỹ về những cái khóa học cũng như là những cái tu nghiệp ở nước Mỹ. Thì họ phải học trực tuyến để theo kịp bài vở của mọi người đó ngoài, là theo thông báo của cơ quan di trú liên bang đưa cho cô hôm thứ Hai và ngày 6 tháng 7. Thì lệnh này sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn sinh viên đang theo đuổi các chương trình đại học hoặc tham gia những khóa huấn luyện tu nghiệp cũng như các chương trình đào tạo về nghề nghiệp. Covid-19 tiếp tục lây lan, các trường đại học trên toàn quốc hiện đang chuyển sang giảng dạy trực tiếp ngày càng nhiều và không muốn về Việt. Vì sao là không muốn về Việt Nam sau 10 năm du học? Thì cô Thư cho hay là cô Thư đang học nửa năm đầu trong chương trình cao học kéo dài 2 năm tại đại học Platt gì nè. Phải trở về Việt Nam sau 10 năm du học có thể sẽ là một chuyến rất khó khăn với cô Thư. Tôi nói, tôi qua đây năm 20 tuổi và tuổi đời cũng vừa đủ để hấp thụ những cái nếp sống mới ở nước Mỹ, những thói quen trong nền văn hóa hoàn toàn mới, với cách sống mới mẻ, khác hẳn với cuộc sống Việt Nam như vậy. Nếu phải trở về bây giờ, tôi nghĩ tôi sẽ hụt hẫng rất nhiều. Tôi nghĩ nếu về Việt Nam, tôi đoán tôi sẽ mất ít nhất là 2 năm để hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt ở đó. Dù sao đi nữa, tôi đã sống ở đó 20 năm rồi, nên dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì tôi cũng vượt qua được. Cô mỉm cười, nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ dễ dàng. Chưa có thời gian để mường tượng được cảnh tượng trở về từ nền văn hóa này với nền văn hóa khác như sinh hoạt hàng ngày. Cô nghĩ ngay đến cái việc là rất đơn giản như là xếp hàng. Người mình trong nước không có thói quen xếp hàng. Tôi thì sợ nhất là chuyện bon chen, rất ư là kém văn hóa. Tuy nhiên từ năm 2010 đến giờ cô chưa bao giờ về Việt Nam nên không thể chắc chắn 100% là người mình trong nước có giữ được thói quen khó gây thiện cảm này hay không nữa. Suy nghĩ thêm về viễn cảnh không vui khi phải về nước, cô phải về Việt Nam
À, phải về Việt Nam khi tôi chưa học xong chương trình cao học thì thật là không công bằng đối với tôi. Bao nhiêu tiền của công sức tôi đều dồn vào mảnh bằng này mà chả lẽ bây giờ tôi phải mất hết tất cả hay sao? À, nỗi lo âu khi phải về Việt Nam, cô Thư không nằm trong lĩnh vực tài chính. Tôi không lo là khó khăn tìm việc ở Việt Nam vì cha mẹ tôi quen biết nhiều có thể giúp tôi xin việc ở tại những cái ngân hàng các bạn. À, hoặc là dạy tiếng Anh tại các trung tâm sinh ngữ một cách dễ dàng. À, cô cho hay là như thế đó các bạn. Cô chia sẻ trong suốt 10 năm nay tôi có hai người bạn chí thân như chị em ruột, chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Cô nhỏ giọng, chưa xa nhau bao giờ nên chưa tôi cảm thấy được nỗi buồn nếu không được gặp các bạn hàng ngày hay không được tết với nhau hàng giờ như chúng tôi từng làm. Nhìn mông lung vào xe cộ chạy ngược xuôi ngoài đường thì cô sực nhớ là mà sao phải ép tôi về được, Mỹ chưa có vé máy bay về Việt Nam, về Việt Nam chưa có chính sách đón người ngoại quốc về, đó, theo kiểu là chưa có cho cái người nước ngoài về Việt Nam các bạn. Và cái khó khăn trước mắt của cô là làm sao ra khỏi nước Mỹ, đó chính là điều quan trọng nhất. Đó là chưa nói có ai đền tiền học phí cho tôi không, cô thắc mắc. Và đây là những cái gì mà cái một trong những suy nghĩ và cũng như là những cái khó khăn của cái người Việt đang sống du học ở nước ngoài các bạn. Mà mình nghĩ là nếu như mọi người đang lo lắng về điều đó thì cũng nên xem tiếp cái đoạn video tiếp theo này, mình xin đọc với mọi người để gửi đến tất cả mọi người là không nên lo lắng quá vì Tổng thống Donald Trump đã dọa cắt trợ cấp liên bang nếu không mở cửa trở lại. Và đây là một tin vui để dành đến tất cả những người giống như là du học sinh phải lo ngại vì nếu như mà trường học không mở cửa trở lại thì họ phải bị trục xuất về Việt Nam và trục xuất về nước của mình, dù cho là người Việt Nam, người Ấn Độ hay bất cứ nước nào thì cũng sẽ bị trục xuất về. Thì như một cái bản tin đưa vào ngày 8 tháng 7 2020, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 đe dọa cắt trợ cấp liên bang nơi nào không mở cửa trường học vào mùa thu này, và cũng mạnh mẽ đả kích các giới chức y tế liên bang vì đưa ra các hướng dẫn y tế liên quan tới việc mở cửa trở lại bị ông cho là không thực tế và quá tốn kém. Trang Twitter của Tổng thống nói rằng các quốc gia khác như Đức, Đan Mạch, Na Uy mở cửa trường học mà chẳng có vấn đề gì, vì Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã lặp lại báo cáo buộc rằng phía bên Dân Chủ muốn tiếp tục đóng cửa vì lý do chính trị chứ không phải là nguy hiểm do lây lan Covid-19. Phía Dân Chủ nghĩ nếu mở cửa trường bước đầu cử của 2020 sẽ không tốt cho họ về mặt chính trị, nhưng đây là điều quan trọng cho trẻ nhỏ và gia đình sẽ cắt trợ giúp nếu không mở cửa trở lại. Trên trang Twitter của ông Donald Trump đã ghi như vậy. Thì theo bản Twitter của ông Trump nữa các bạn, và Tổng thống Donald Trump nói là không rõ ông sẽ cắt trợ cấp nào trong cái điều hạn và quyền hạn gì, ông không có đề cập tới, ông chỉ nhấn giống như là để một câu hăm he nhẹ nhẹ như vậy thôi mọi người. Ông Donald Trump là đưa ra đe dọa này vào một ngày sau khi có nhiều nỗ lực mạnh mẽ đòi hỏi các giới chức quyền tiểu bang địa phương phải mở cửa các trường học gồm cả đại học. Tại các tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, các giới chức y tế và giáo dục của chính quyền Tổng thống Donald Trump nói việc không thể cho học sinh và sinh viên tới trường học vào mùa thu này sẽ ảnh hưởng y tế trầm trọng hơn cả Covid-19. Thì trong số những người thúc đẩy các việc mở cửa trở lại trường học vào mùa thu có cả thống đốc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, nhưng Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã bày tỏ sự không hài lòng rằng các hướng dẫn của cơ quan này quá khắt khe và quá tốn kém. Tuy họ muốn trường học mở cửa, họ đòi hỏi trường học phải làm những điều không thực tế. Tôi sẽ nói chuyện với họ, ông Trump viết trong bản Twitter của mình. Tổng thống Donald Trump không cho biết ông không đồng ý với điểm nào trong đề nghị của CDC,
Nhưng mà thống đốc CDC, bác sĩ nhấn mạnh rằng các hướng dẫn của cơ quan chỉ có tính cách đề nghị, và ông kêu gọi trường tìm cách mở cửa trong lúc cần giảm thiểu sự lây lan của Covid-19. Ông Redfield cho hay, nhưng không phải giải thích rõ về đề nghị của CDC là có mục đích gì. Và các đề nghị của CDC mở cửa trở lại có việc học sinh và giáo viên đeo khẩu trang, trong khi có thể làm điều này kê bàn học sinh xa ra và ăn trưa trong phòng học thay vì ăn ở trong nhà ăn, và có thêm miếng trắng giữa nơi rửa tay trong nhà vệ sinh. Và đây là những gì mà ông Tổng thống Donald Trump cũng như là những gì tất cả mọi người trong hội trong đảng của họ đó, họ lên tiếng các bạn. Đó là lý do ngày hôm nay mình muốn làm video này để cho mọi người biết được là có những cái điều khá là bất cập so với những cái câu chuyện là người Việt ở Mỹ hiện tại bây giờ đang rất khó khăn, đang trong cái thời gian chờ đợi để mở cửa để đi học trở lại. Giống như Henry thì nhà trường cũng đã đề nghị là cho em học online 1 tuần, có thể là học online ở nhà 1 tuần, học 2 ngày đó. Cho nên bây giờ ngày mai và ngày mốt mình phải hoàn thành cái thủ tục để cho họ Henry là phải học ở trường hay ở nhà, và phải học bằng cách như thế nào thì mình phải chờ nữa, xem coi họ sẽ sắp đặt cho Henry ra sao các bạn. Và cho nên á, mà nếu như mà ai mà đang lo lắng về cái việc là trường học sẽ không mở cửa vì bị trục xuất về Việt Nam á, thì mọi người cũng nên an tâm một chút xíu ha. Vì ông Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng như thế này rồi á, mà nếu mình tin là ổng nói như vậy, ổng sẽ làm được các bạn. Ổng sẽ làm được, ít nhiều ổng cũng sẽ hỗ trợ và cũng sẽ bắt những trường học giống như những cái trường đại học phải mở cửa. Tại vì đối với những cái trường học giống như là học sinh đó, cấp 1, cấp 2 rồi đó, thì những cái trường đó thì ok, có thể là giãn cách xã hội học ở nhà. Nhưng mà những trường đại học như thế này, nếu như họ đã học ở nhà là một điều thiệt thòi với họ rồi, mà bây giờ còn bắt họ nếu như học ở nhà không được mà còn phải đuổi về Việt Nam nữa, đuổi về đất nước của mình nữa, thì có khi là họ phải bị lỡ dở cái chương trình học của họ, và họ lại bị mất tiền nữa, mất tiền mất bằng, và bao nhiêu năm theo đuổi cái bằng cấp đó thì rất là thiệt thòi cho họ, đúng không mọi người? Và hôm nay là cái thông tin của mình đưa gửi đến tất cả mọi người cũng đã hết rồi. Thân chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Nếu các bạn cảm thấy thích video của mình thì nhớ đừng đừng quên đăng ký, like, subscribe kênh cho mình với nhé. Thân chào tạm biệt mọi người, chúc thêm nhiều sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm vào nút subscribe ở dưới đây. Và đây là kênh thứ hai của mình, các bạn cũng đừng quên ghé thăm ủng hộ mình nhé. Ở mỗi video sẽ có nút đăng ký ở góc phải màn hình, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đừng quên bấm thêm cái chuông để nhận được nhiều video mới.